ông trùm hãng Nike, phù thủy kinh doanh và đế chế giày thể thao hùng mạnh nhất thế giới. Phil Knight đã biến ước mơ của người dân Mỹ về những đôi giày thể thao trẻ trung, mạnh mẽ trở thành hiện thực, kiên định với niềm tin của bản thân và sáng tạo không ngừng. Từ ý tưởng và hoài bão của mình, ông đã xây dựng nên một đế chế giày thể thao nổi tiếng toàn cầu và trở thành một trong những vị tỷ phú quyền lực nhất thế giới. Xuất phát từ ý tưởng điên rồ. Phil Knight lớn lên tại Portland, một thành phố miền Tây nước Mỹ gần Seattle. Thuở thiếu niên, ông có ước mơ trở thành một vận động viên điền kinh nổi tiếng thế giới, chạy tốt và đã được đại diện cho trường đại học Oregon đi thi đấu, nhưng ông không thực sự xuất sắc để có thể trở nên nổi tiếng trong giới điền kinh. Thế rồi, nhiều năm sau đó, Knight tốt nghiệp cử nhân báo chí tại trường đại học Oregon. Mọi hoạt động của ông tạm dừng lại sau một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trở về từ chốn quân trường, Knight ghi danh vào lớp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford. Trong khi theo học về chuyên đề doanh nghiệp, ông đã tự mình viết một bản kế hoạch kinh doanh, mô tả khá chi tiết về một kế hoạch tiếp thị để phát triển doanh nghiệp đó. Cũng từ đây, những vấn đề kinh doanh cuốn hút ông hơn bao giờ hết và ông nhận ra điều mình muốn làm chính là kinh doanh giày thể thao. Để thực hiện hoài bão của mình, Knight sang Nhật Bản để tìm hiểu văn hóa và phong cách kinh doanh của người Nhật, bởi ông luôn thắc mắc điều gì đã làm cho nước Nhật phất lên nhanh đến thế sau chiến tranh. Trong suốt thời gian lưu trú tại Nhật Bản, Phil Knight không chỉ nghiên cứu văn hóa châu Á, ông còn hành hương lên núi Phú Sĩ, thăm nhà máy Onitsuka tại Kobe, nơi làm ra những đôi giày Tigers chất lượng cao. Ông bắt đầu nghĩ đến một ý tưởng điên rồ khác, đó là nhập khẩu và kinh doanh giày chạy Tigers từ Nhật Bản. Biến khát vọng thành chiến thắng. Sau nhiều năm sống tại Nhật, Phil Knight trở về nước làm đại lý cho hãng giày Tigers. Trong suốt nhiều năm, ông vừa làm kế toán viên, vừa tận dụng thời gian rảnh rỗi chở giày đi bán rong khắp nơi ở miền Tây nước Mỹ. Năm 1964, Knight cùng góp vốn cổ phần với Bill Bowerman, huấn luyện viên thể thao. Mỗi người đã bỏ ra $500 và thành lập nên công ty dụng cụ thể thao Blue Ribbon, tiền thân của Nike. Cả hai đều không tỏ ra hài lòng với những đôi giày của hãng Tigers. Họ quyết định tự thiết kế và sản xuất những đôi giày của chính mình. Như một tất yếu không thể tránh khỏi, Phil Knight đã gặp không ít khó khăn bởi trên thị trường giày thể thao lúc đó, giày của Knight giống như một loài cá bé nhỏ vô danh mà vây quanh là hai con cá voi khổng lồ Adidas và Reebok. Mọi cử động bình thường của những con kình ngư này cũng có thể đánh giạt những con cá bé nhỏ như Knight. Nhưng vượt trên tất cả, Knight vẫn kiên trì bám trụ và từng bước thâm nhập thị trường. Ông đặt chất lượng lên hàng đầu, phát huy những kinh nghiệm thời bán hàng rong, nâng cao hơn nữa nghiệp vụ kế toán. Vượt qua những thử thách bước đầu, công việc kinh doanh của ông ngày càng thuận buồm xuôi gió. Năm 1971, ông quyết định thôi nghề kế toán và dồn toàn bộ tâm huyết của mình cho công việc kinh doanh giày. Trước hết, ông thay đổi logo của công ty, đồng thời chọn nhãn hiệu Nike cho sản phẩm của mình. Nike chính là vị thần mang đôi cánh, tượng trưng cho chiến thắng trong thần thoại Hy Lạp, và đó cũng chính là khát vọng của người lập nên nó. Những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, Nike tăng trưởng nhanh chóng, doanh thu nhảy vọt từ 28,7 triệu đô la Mỹ năm 1973 đến 867 triệu đô la Mỹ năm 1983. Năm 1982, công ty trình làng mẫu Air Force, dòng đầu tiên của Nike có tính năng Nike Air với một túi khí ở gót chân, có thêm đệm và hỗ trợ cho những vận động viên bóng rổ. Mẫu này nhanh chóng trở thành một trong những đôi sneaker được ưa chuộng nhất mọi thời đại. Đến nay, hàng triệu đôi vẫn được tiêu thụ hàng năm. Với những thành công vượt bậc, Nike đã qua mặt người khổng lồ Adidas, độc chiếm ngôi vị số 1 trên thị trường giày thể thao của Mỹ. Đồng thời, ông cũng cho niêm yết giá cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Nghệ thuật săn siêu sao thể thao. Một trong những thành tựu lớn nhất của Knight là ký hợp đồng với huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Mẫu giày Air Jordan đã trở thành một trong những cây bắt tay thành công nhất mọi thời đại trong lĩnh vực sneaker. Nike theo đuổi Jordan vào đầu năm 1985 khi ông là ngôi sao bóng rổ ở trường đại học và dần bước vào thế giới danh vọng của giải bóng rổ nhà nghề NBA. Jordan đồng ý với bản hợp đồng 5 năm có giá trị 500.000 đô la Mỹ mỗi năm, một con số chưa từng có thời điểm đó. Quả thực, Knight đã không lầm. Một thời gian ngắn sau đó, Jordan đã trở thành thần tượng của giới trẻ Mỹ. Và như một lẽ tất yếu, Air Jordan cũng trở thành mốt của đại đa số thanh thiếu niên ở vương quốc bóng rổ này.
Công ty này cũng nỗ lực tạo dựng mối quan hệ lâu bền với môn thể thao vua là bóng đá bằng cách tài trợ cho những giải vô địch bóng đá thế giới và các cầu thủ nổi tiếng, chẳng hạn như Ronaldo của Brazil. Tuy nhiên, trong thế tấn công ào ạt của mình, Nike đã để lộ sơ hở và đối thủ Reebok cũng không bỏ lỡ cơ hội để hạ gục chú ngựa non này. Nhưng trong khi Nike chỉ tập trung phát triển các loại giày chạy bộ và giày chơi bóng rổ, thì Reebok lặng lẽ tấn công vào thị trường giày aerobic dành cho nữ, một thị trường mà Nike đã bỏ quên trong chiến lược kinh doanh của mình. Và chuyện gì đến cũng phải đến. 7 năm sau khi đứng trên ngôi vị thống lĩnh, Nike đã bị Reebok hạ bệ vào năm 1987. Song nhà sáng lập của Nike không phải là tuýp người bảo thủ đến mức tiêu cực. Không nản lòng trước thất bại, ông bắt tay thực hiện cuộc phản công của mình bằng chiêu thức thay đổi mẫu mã, kiểu dáng đa dạng hơn đáp ứng nhu cầu khách hàng. Và một lần nữa, Nike lại vượt lên không lâu sau đó. Kiên định một niềm tin. Nike từng được tặng danh hiệu người quyền lực nhất trong vương quốc thể thao. Nhiều người ngưỡng mộ ông, nhưng cũng có người cho rằng Nike nổi tiếng được là nhờ các ngôi sao ở các đấu trường thể thao. Nhưng có lẽ điều đúng nhất với ông chính là một người biết kiên định niềm tin và không ngừng sáng tạo để vượt qua sóng gió thương trường. Vào những năm 1990, Phil Knight đã làm nên ánh hào quang khó tin cho thương trường tiếp thị thể thao bằng những hợp đồng tài trợ khủng và quảng cáo siêu ấn tượng. Kế tiếp, ông và ekip lại biến thể thao đỉnh cao thành thánh đài của các trang thiết bị lẫn phục trang thời thượng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Knight đã nhận thấy thời thế không còn như trước, tài chính biến động và sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, đòi hỏi hãng phải có cách quản lý mới nếu không muốn suy sụp và phá sản. Đáp ứng đòi hỏi bức bách đó, 600 trong tổng số 2.000 nhân viên đã ra đi và Nike bước vào quá trình tái cơ cấu. Knight quyết định thành lập bộ phận chuyên nghiên cứu thị trường để săn tìm nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, tăng kinh phí cho quảng cáo và chú trọng nhiều hơn vào thiết kế theo thị hiếu. Ông từng bước mở rộng thị trường cho Nike, sản phẩm không chỉ có giày chạy bộ, giày bóng rổ mà còn có cả các loại giày dùng cho các môn thể thao khác như golf, tennis, khúc côn cầu, giày phụ nữ, giày dã ngoại. Nhưng thương trường như chiến trường, các đối thủ luôn tìm kẽ hở để tấn công và thay thế Nike. Và sự kiện tại Thế vận hội năm 1992 là minh chứng hùng hồn nhất. Năm đó, đội bóng rổ Dream Team Mỹ được Nike tài trợ đã từ chối mặc đồng phục Thế vận hội vì trên đó có in logo của Reebok. Hậu quả là làn sóng phản đối Nike dấy lên rầm rộ ở khắp nơi. Họ cho rằng hãng này đã dùng tiền và thế lực gây chia rẽ nền thể thao thế giới. Tiếp đó, một nhóm tự xưng là Made in America, có nghĩa là sản xuất tại Mỹ, lên tiếng đòi tẩy chay Nike vì hãng này luôn gia công sản phẩm ở nước ngoài với giá rẻ. Đỉnh điểm của những khó khăn rơi vào năm 1997, thời điểm cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra gây nên những hậu quả trầm trọng. Nhiều lô hàng trị giá hàng tỷ đô la của Nike nằm chết trong kho, trong khi đó áp lực tài chính bên ngoài nặng nề hơn bao giờ hết. Tình hình ngày càng tồi tệ hơn và thế là sau một thời gian giao quyền quản lý cho người khác, Phil Knight đã buộc phải quay trở lại trực tiếp điều hành công ty. Năm 1999, trở lại cương vị tổng giám đốc của Nike, Knight cho tăng cường nhiều nhà quản lý trẻ đầy tài năng. Những nỗ lực cải cách không ngừng đó của Knight đã giúp hãng vượt qua bão táp và tiếp tục đi lên. Đũa thần lại vung lên. Mọi sự đang ngon trớn ở Nike bỗng khựng lại vào năm 2000. Tự nhiên lớp trẻ Âu Mỹ thôi ghiền những đôi giày bóng rổ bảnh trẻ từng rất được ưa thích. Doanh số biến thiên ngược với chiều đi lên của chi phí sản xuất. Một lần nữa, chiếc đũa thần của Nike lại phải vung lên. Ông phát triển hệ thống thông tin mới, quản trị lại những dây chuyền cung cấp hợp lý và chuyện sống còn cần làm là đi tìm những khuôn mặt nổi tiếng, các siêu sao mới để cập nhật gu thần tượng của thời đại. Knight đã làm là phải được. Kết thúc năm tài chính 2004, lợi nhuận của công ty tăng hơn năm trước 27%. Niềm đam mê bất tận. Tuy thành công, nhưng bản thân Knight vẫn theo đuổi một phong cách sống khép kín theo kiểu của người Nhật. Hành động ông nhường lại ghế tổng giám đốc cho Bill Perez, nguyên tổng giám đốc công ty hàng tiêu dùng SC Johnson & Son để lui về giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, đã phần nào khẳng định điều đó. Knight nói thêm, vào thời điểm này của cuộc đời, tôi quan tâm đến công việc sáng tạo nhiều hơn kinh doanh. Ngày nay, Knight đã là một tỷ phú tầm cỡ thế giới, nhưng ông vẫn yêu quý tất cả những gì mà Nike đem lại, dù đó chỉ là một sen. Đối với ông, đó là thành quả đáng trân trọng. Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng dường như sức trẻ và lòng nhiệt huyết vẫn nguyên vẹn trong ông.
trong hơn một thế kỷ qua, Nike trở thành một trong những thương hiệu lớn và uy tín nhất thế giới. Tại Mỹ, hãng đứng hàng top trong tổng số 1.200 thương hiệu mạnh. Ở tuổi 78 vào năm 2016, theo Forbes, gia sản của Phil Knight, trong đó hầu hết là cổ phần của ông có trong Nike, được ước tính là 24,1 tỷ đô la. Vị tỷ phú kinh doanh thể thao này đã tặng hơn 2 tỷ đô la cho các tổ chức từ thiện, trong đó có viện Alma Mater và Đại học Y khoa Oregon. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!